Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với Warface nhé. Wow, ơi, cái ông này có cái hình huy hiệu đẹp ha, Facebook mà. Thì hôm nay mình thà sẵn thì cái nhà phát hành nó tặng cái này là cuối tuần nè. Mình lấy ra mình làm luôn, số mới mà. Phiên bản nâng cấp của Uzi. Hiểu sao mình bắn, chứ không bắn Uzi quen đó. Mà lại có cái này mình lấy mình làm thử. Mình thì quen bắn Red Dot rồi. Hơi 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 yếu chết. Biết mà, ma sợ có mét à, có mồi. Có trên đây. Ôi mét luôn. Cây này nó mình thấy nó cũng chia từ từ nha, để mình bắn mình làm quen với nó. Mình mới vừa nhận được thôi. Mới vừa nhận được nên mình chưa biết nó bắn làm sao nữa. Lần đầu tiên cái clip mình làm vậy. Ui, gì á? Lần tiên cái clip mình làm mà mình chưa xài cái súng đó lần nào, mình lấy ra mình làm clip luôn á. Kìa, trải nghiệm vậy nó cho nó thực tế. Ôi, ôi thôi. Trời. Ôi bị ke rồi. Bị ke riết à, cái thằng lũi này nè. Nó ke hai thằng của mình luôn. Phòng đông quá. Chở tay không kịp. Mẹ cha nó. Nào chạy lung tung đây á. Ô nạp đạn đẹp. Cây này mình công nhận cái là nạp đạn đẹp thiệt. Má à, nạp đạn xoay xoay lên. Ôi. Nhiều người bắn cây này á. Thẳng mà. Ôi cái gì á. Ôi, chúng snip. Gì vậy? Nó có hai cái đập đạn hả? Ôi, full đam. À, hai cái đập đạn. À, chút nữa mình ra phòng chờ mình coi cái hai cái đập đạn nó là kiểu gì, tại sao nó lại đập đạn hai cái vậy? Ôi. Ôi. Ê ông mét này cầm súng lại vậy? Súng mới. Nào ở đây. Nào nó vậy thôi, chạy 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 thôi. Thôi. Vì đây có nè, bắn đi đây nãy giờ nè. Yes. Bị cả hết. Chết tươi về đi, chết tươi về đi. Chết về đi. Tao ghét nhất mấy thằng cam đó. Ôi thôi. Trời, nó dí mình, hèn chi má đặt trái lay vô ít rồi. Mày có à? Mẹ ơi, mét. Tội không? Ôi.
trời. Cái này bắn khá êm chứ. Trời khói đó chị. Trời chưa chết nữa hả? Ly vậy? Đúp hả? Không phải, thằng này mới hồi sinh. Thằng kia đâu mất rồi á. Chết rồi sao? Trời ơi, ông Trần Văn nữa. Đi đâu không gặp hết á. Ôi, 19, 17, ơi ông hên, không âm mạng. Trận bắn này hay ha. Nãy giờ ông bắn mình được có một lần mà ông bắn ai á. Cái ông lên top luôn nè. Gì đâu không gặp á. Cây này nó có hai cách đập đạn giống như một cây mình từng biết là AT-308. Cũng có hai cách đập đạn. Cái AT-308 thì có đôi lúc nó sẽ nạp đạn giống không nhớ đúng nữa kìa. Nó đôi lúc nó giống AS-308 mà có đôi lúc sẽ có cái nạp đạn khác nữa, mình không biết tại sao nó lại có hai cái nữa. Vô kho đồ coi súng nào. Em mình lắp vô mình thấy nó có mấy cái phụ kiện lạ cho nó lắm, phụ kiện riêng hết luôn mà. Có mấy cái nhắm và đồ nó khác thôi. Như nòng này là giảm sát thương với mục tiêu xa nhưng mà tăng xiên dép, triệt tiêu âm thanh và hướng tấn công nè, cải thiện khả năng chính xác, giảm thanh nó là vậy mà là gắn nòng này đi. Hai cái tay cầm luôn nè, giảm giật, tăng nhẹ chính xác. Con này giảm giật luôn nhưng mà cải thiện chính xác. Ơ gì lắp cái nào giờ, lắp cái này thì ngon hơn hả? Lắp cái này thì đều giật thôi. Con này giảm giật, con này giảm độ giật, phải cực, phải cực. Nhắm bị đó cũng như mấy cái nhắm thường kia thôi. Thấy không? Có nhiều cách đập đạn lại lên gì. Có khi nào hết đạn rồi nó mới nạp đạn kiểu kia không ta? Không phải. Hay là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên luôn. Ghê. Cái Glock này hồi kỳ mình mua trên web nè, mua xong nó tặng skin cho luôn á. Cũng khá ngon ha. Uzi Pro. Pro nó phải cực ra. Ok, thì chắc clip của mình cũng tới đây rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.